Sáng ngày 2 tháng 7 tại ấp Hội Tân, xã Tân Hội, Hội nông dân xã Tân Hội cùng với Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã phối hợp với nhà tài trợ tổ chức lễ bàn giao căn nhà mái ấm nông dân cho hội viên nghèo có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Căn nhà có diện tích trên 40 m², được xây dựng cho gia đình ông Trần Văn Thuận, sinh năm 1962, hội viên Hội nông dân xã Tân Hội có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở. Tổng kinh phí xây dựng căn nhà là 110 triệu đồng. Trong đó, Hội nông dân xã Tân Hội vận động các mạnh thường quân trong và ngoài xã hội ủng hộ 70 triệu đồng, phần còn lại do gia đình đóng góp thêm. Được biết, Hội nông dân huyện Tân Châu cùng với các xã thị trấn tổ chức vận động các mạnh thường quân hỗ trợ xây dựng 6 căn nhà mái ấm nông dân cho những hội viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở, với tổng kinh phí xây dựng trên 500 triệu đồng.